bạn, hôm nay có ba chiếc con mì đi Nhật luôn nhé. Con tô này mới đi kéo về, con tô này về để cho con cho người ăn cũng được. Yêu cầu con Nhật đi, nhanh đi. Đây các bạn ạ. Nhiều con mình đúng không? Ừ, to. Đây này các bạn ạ. Con tôm bé này khi nào mà nó to lên ấy thì nó ăn được ấy các bạn ạ. Ăn nó ngon á. Ốc xanh. Đây này có nhiều con cá lắm nha các bạn nhé. Con cá này nhặt về cho con ăn, cho mèo ăn. Nấu cho chúng nó ăn cơ. Không như thế là chị đâu. Mất tập trung à? Mấy con tôm này là mới đi về, mới kéo về thôi. Về nhặt ra xong rồi cho con tôm nó cũng biết nhảy à? Này là gọi con tép. Đây con tép à? Con đấy là con cá bống. Các bạn ơi, đây con cá bống, bống bống vàng vàng đây, ăn cơm vàng, cơm vàng nhà ta chưa ăn cơm vàng, cháu ngoan nhà người. Màu cam để ăn rồi ấy. Nó sắp ăn mấy con tôm này ngon lắm. Đấy. Không biết đâu à? Ôi trời. Các bạn. Đấy, con cá bống nào. Mình sẽ nhặt về tí nữa cho con mèo ăn. Nhưng mà mình đầu tiên mình phải nhặt tôm đó. Nhặt tôm là cả diều về cho em bé ăn cũng được. Mùi tắm này 10 năm sau. Kì em đang đi tắm kìa. Em đi tắm mẹ tắm cho kìa, tắm mẹ còn dọn kìa. Các bạn ạ. Đi lấy cho em đi tắm. Để cá nó cho chị nha. Đi tắm. Các bạn. Long. To chưa? Ừ. Chưa. Đi vào đi tắm. Đấy các bạn ạ. Ôi con tôm này nó to chưa? Các bạn ạ, con tôm này nó to chưa? Đi vào làm vừa tôm nha, con này cũng to này. Sợ chỗ mấy cái chỗ này còn nhiều, có nhiều tôm to nhỉ các bạn nhỉ. Đấy. Đây có nhiều, rất là nhiều tôm nên này người ta kéo. Các bạn ơi, cá này cá sắp lội xưa. Bụng nó to. Ôi, con tôm này. Các bạn ạ, à, con tôm này to chưa này các bạn ơi.
con tôm này cắn nó, cắn mình nó đau, mình đau lắm. Mấy con này ăn sống. Ở đây có rất là nhiều cá luôn ạ. À. Nhiều cá lại nhiều tôm. Còn có cả mấy con cá nó còn bé, nó còn đứng vớt lên. Còn cá bóng đẹp đấy. Không còn cho nước đâu, cho nước còn nó bẩn. Đấy các bạn ạ. Nuôi có đằng nào. Đấy. Con cá còn đang nhiều lắm. Bây giờ mới đang... cá to luôn ạ. À. Phần này nuôi nhiều chưa mà cá to đấy hả Mai? Thế tưởng có rô phi lai, có thấy con rô phi lai ở đâu, toàn cá chấm hay là cá chép rồi. À thế à? Rô ta không có, đây có đâu, rô ta chưa thấy có con nào. Ừ. À cạn đạch cửa. Một tí này mình đã được nhiều con tôm lắm nên ạ. Thế sao chị Hằng mà bé là chị... Chép gì? Ừ, chép thì hơi bé. Vui qua chấm thì... Ui, nó sờ lên một con hơi nhỉnh hơn tí nó bỏ thả xuống. Ừ, bọn này nó bắt. Chắc. Thế mà nó bắt 10 con gần như cả 10. Nó bắt đều, không biết là giá bao nhiêu nhưng mà... Đều cả trên... Đấy. Đấy con tôm này nè. Nhiều cá lắm các bạn ạ. Tôm nó cũng nhiều nhưng mà mình sợ tí nó cào mình. Cá này cá vàng này, cá vàng. Cá vàng gì? Thế mà giờ nó sợ còn 3 cân. Gì nhỉ? Em bảo là con nào bằng con nào. Đấy. Khỏi cần. Đấy. Nhanh. Khi bảo làm được gì? Còn chỉ còn tôi. Khi ra cho lợn ăn mà nó cào nó khóc ở trong nhà. Em có ăn đôi lợn này chị mơ kìa. Mới à? Đấy nhiều chưa các bạn ạ? Nhặt hết cái này chắc là còn nhiều. Cái này phần tép nhiều lắm các bạn ạ. Con này nuôi về để cho nó ngon á, to ăn nó ngon. Ở mấy phần dưới này là có nhiều con tép to lắm.
Mình chỉ cho các bạn xem nhé, con to và con tép nhỏ. Các bạn vừa cùng mình nhặt tôm và tép rồi đấy. Và nếu các bạn thấy mình nhặt giỏi thì hãy like để kênh ủng hộ mình nhé. Các bạn thấy sao trả lời các bạn.